Trung xin chào tất cả anh em. Cái video của ngày thứ bảy cuối tuần hôm nay Trung làm cho anh em một cái video. Anh em xem một cái video này. Đây là cái con tòi tài cơ nhé. Đây là một cái bộ tài cơ không cáp, chỉ độc lập có mình nó thôi, chỉ độc lập có chỉ có như video thôi nhé anh em. Hiệu Tuân Sao của Mỹ. Cái bộ tài này, bộ tài thường thường cái nguồn gốc của nó thì nằm trên những cái con xe cứu hộ, xe kéo, xe cứu hộ của Mỹ ấy. Nó lắp ngay sau cabin đó anh em, giống như là cái kiểu cứu hộ nâng đầu ở Việt Nam mình hay kéo những con cơ giới lên xe đấy. Mình view tổng thể các cái mặt xong rồi mình báo kích thước cho anh em. Con này thì hình thức chất bãi đẹp nha, đúng hàng bãi nha nè. Bộ phanh còn luôn này, nguyên cái cụm phanh nó còn này, có chỉnh lực phanh được này. Để như thế này mà lực kéo nhỏ nhỏ mình xoay tay là không có nổi đâu, phải thắng đủ cái lực của nó mới đi, để nó hạn chế cái tình trạng là trả ngược, ngược của trục vít ấy. Trục vít là nó đã không trả ngược được rồi, nhưng mà nó còn thêm cái cơ cấu phanh an toàn nữa, còn thêm cái cơ cấu cắt mo này, hay nhá. Đây ví dụ như cái lô đang quay không này, không dính gì với cốt hết này. Rồi, nó có cái vị trí khớp gài nhé. Đây. Đây. Gài vào, lúc đó là kéo nha anh em. Ví dụ như trục động cơ hay cái gì đấy, kéo trục nó chạy, kéo cái bộ trục vít bên đó nó chạy thì trục giữa nó cứ chạy đi, nhưng mà bên ngoài mình muốn cắt mo cho cái lô cuốn thì có cơ cấu cắt mo đầy đủ nha. Đây. Bắt đầu cài kéo rồi này. Nhả ra này. Đây, quay tự do. Rồi. Dùng báo cái kích thước luôn nha. Cốt trục 58mm nha. Trọng lượng tổng thể của cả cụm hiện đang có như thế này là 160kg. Tổng dài, tổng ngang là 1m nha nè. Tổng ngang là 1m. Đây, thương hiệu đây. Cái con này mấy con ốc mình thất lạc rồi. Anh em xài thì lắp vài con mua lông lắp vào. Mở ra kiểm tra răng vàng đây. Tuân Sa nha. Đây. Mình kéo cái thước, mình ra thước, mình kéo vài kích thước cho anh em xem nhé. Ví dụ như ngang của chân này. Đấy, ngang của chân đấy. Bát chân này, tổng cao nhé, tổng cao khoảng, nếu mà tính cái hộp trục vít thôi thì khoảng 50 thôi, nhìn ngang 50 mấy xăng luôn chọn cái lô đấy. Cái kích thước, những cái kích thước quan trọng khác như là 39 này, lọt lòng lô này. Trục lô 1 tấc 6, tối qua mình có đo rồi, trục lô 1 tấc 6, tổng thể lô là 3 tấc 6 nha nè, 3 tấc rưỡi. Mặt ram này nè, đây 3 tấc rưỡi. Đây mình đặt thước vào các cái vị trí như thế này để anh em dễ cảm nhận hơn. Tổng ngang hết là tính từ đầu cốt bên đây qua đầu cốt bên đây là 1m nha nè. 160kg. Mình đã tháo ra kiểm tra cái bánh răng trục vít rồi, có hình ảnh chụp ban đêm rồi. Xíu nữa mình đính kèm ở phía cuối video nhé nè. Mình dùng cái phần mềm biên tập để chèn thêm mấy cái hình ảnh ở cuối video. Đây. Mua về anh em gửi về cho Trung Tân An đây. Còn số điện thoại mình đầy đủ hết. Cái cơ cấu cắt mo quay lại cho anh em xem này.
chân bên kia qua chân bên đây nhé. Khoảng cách giữa hai chân là 82 này. Cái con này thì nó là tài cơ 100 cơ chuột vít, chất lượng bánh răng là trên 90%, hàng bãi cực kỳ chất luôn. Kiểu dáng nó rất là chuyên nghiệp luôn. Đấy. Nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn đứng từ trên xuống như vậy đó nè. Cái món này thì do nó là tài cơ, anh em muốn dùng vào nó vào cái công việc gì đó, muốn kéo bằng cái động lực gì đó cũng được. Chục nó ra, chục nó có 30 mấy này. Cấu phanh của nó xoay tay không nổi, lắc được một ít thôi là phanh lại rồi. Này, từ cái bánh răng đó thì anh em có thể dùng motor thủy lực kéo thì nó trở thành tòi thủy lực, có thể dùng máy nổ kéo, qua hộp số kéo, nói chung là lai bằng bất cứ thứ gì, motor điện, máy nổ, máy xăng, bất cứ thứ gì có thể kéo nó được thì nó thành cái tòi thôi. Tại vì tòi cơ thì nó không phải tòi thủy lực nhé nè. Tòi cơ anh em muốn dùng thủy lực kéo thì cứ mua motor lắp vào. Motor thì bây giờ nó rẻ lắm, Trung Quốc mới, motor bi, motor cam ấy, triệu mấy một con là có rồi. Hàng mới 100% full hộp luôn thì nó tầm khoảng 3-4 triệu là những cái con là sao lớn ấy, con dày lớn ấy. Hàng bãi cũng vậy, hàng bãi cũng tầm 1 triệu mấy một con thôi, cũng tầm giá đấy. Đó là tòa thể lực, để chế thành tòa thể lực. Còn anh em gác lên làm tài mặt đất thì dùng máy nổ gì đấy thì cứ qua hộp số, qua hay là qua giảm tốc, qua côn nồi, qua cái kiểu gì đấy, bất cứ thứ gì kéo, thậm chí động cơ xe máy kéo cũng được, công suất càng lớn thì kéo càng nhanh. Cái bộ này thì tải của nó thì mình ước lượng tầm khoảng 8 tấn, ước lượng tầm khoảng 8 tấn là hết cỡ, nhưng mà cái hệ số quá tải thì mình không tính. Cỡ cái tầm này thì nếu mà gác lên xe cứu hộ nâng đầu thì anh em có thể kéo máy chết đó nha, không cần phải nổ máy. Cỡ con lu 16 tấn vẫn có thể lên xe bình thường, vẫn lên xe nhẹ nhàng thôi, thậm chí nhiều hơn nó vẫn được. Tại vì lu 16 tấn mà chạy lên cầu máy chết không nổ, trả số 0 hết nha, thì lực kéo tầm khoảng tối đa là đến 3 tấn là nó đã đi rồi, nó đã lăn rồi, lên cầu rồi. Dốc máy thì nó đến cùng lắm thì dốc 25% luôn thì nó chỉ tầm 4 tấn thôi, nhưng mà chắc cũng không có xe nâng đầu nào mà ngắn đến mức mà nâng đầu lên tới được 25% đâu. Rồi, ngoài ra thì anh em có thể lắp đầu máy cài hay là lắp bất cứ cái chỗ nào để làm cái công việc kéo hàng tuôn xa của nó.